Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RTG. Ở tập trước, Vương Lâm đã thành công luyện chế cấm phiên, thiên kiếp xuất hiện và ảnh hưởng đến Vương Lâm, khiến cho kim đan của anh bị suy giảm. Để kéo dài thời gian duy trì kim đan, Vương Lâm đã giết nhiều tù sĩ kết đan để lấy kim đan của họ. Hành động này tái hiện lại cảnh tàn sát khi mà anh mới kết đan. Nhờ đốt nhiều kim đan, cảnh giới của Vương Lâm tăng lên đáng kể, từ trung kỳ kết đan đến đỉnh cao của kết đan và tiến vào cảnh giới giả anh. Chúng ta sẽ tới nội dung của thiên nghịch tập 39. Sau khi tàn sát đám tù sĩ kết đan, Vương Lâm trở về tiếp tục tu luyện. Vương Lâm đang cố gắng loại bỏ sợi thiên kiếp ở trong cơ thể, tạm thời bao bọc nó bằng linh lực để bảo vệ kim đan. Dù không hoàn toàn thành công, thế nhưng tu vi của hắn vẫn tiến triển, đạt đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Để hoàn toàn trừ bỏ sợi thiên kiếp, hắn cần đạt tới nguyên anh kỳ và sử dụng thuật truyền độc của Mạn Đà Tử. Sau khi cảm nhận vị trí của ma đầu Hứa Lập Quốc, Vương Lâm di chuyển nhanh về phương tây và gặp Khâu Tứ Bình, người đã chờ đợi hắn hơn nửa tháng. Khâu Tứ Bình mời Vương Lâm lên thuyền mây để tiếp tục hành trình. Trong khi di chuyển, bọn họ chứng kiến một cơn bão sét lớn và gặp một lão giả đứng ở trên lưng của con rùa khổng lồ. Khâu Tứ Bình và Vương Lâm nhận ra đây chính là sinh vật huyền vũ liên quan đến ký ức của cổ thần. Tiếng giống của nó có thể làm tan rã linh lực của tu sĩ, biến nó thành thực vật. Trong lúc đó, lão già vẫn đang ngồi uống rượu và chơi rùa. Trong khi Vương Lâm và Khâu Tứ Bình muốn tránh lão già, Khâu Tứ Bình cẩn thận điều khiển thuyền, lo lắng về lão già đang cưỡi huyền vũ thú. Khi mà phát hiện ra họ đang bị cấm chế, Vương Lâm nhận ra lão già đang ngăn trở bọn họ vì lý do gì đó. Lão già sau khi uống rượu và đã yêu cầu Khâu Tứ Bình và Vương Lâm làm đồ đệ, nhưng sau đó chỉ chọn Vương Lâm vì khả năng giết hơn 1.000 tu sĩ kết đan. Vương Lâm miễn cưỡng đồng ý. Lão già đặt cấm chế trên người của Vương Lâm, cho bọn họ thời gian 1 tháng để hoàn thành nhiệm vụ rồi biến mất. Khâu Tứ Bình quyết định tăng tốc độ thuyền và nhờ Vương Lâm xử lý các vấn đề cấm chế sau này. Vương Lâm ngồi bế quan trên thuyền, gọi ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai ra bảo vệ, rồi tạo ra một vòng bảo vệ bằng cấm phiên. Trong 2 ngày, Khâu Tứ Bình lá thuyền nhanh chóng tới một dãy núi hoang vắng, chờ đợi Vương Lâm xong việc. Sau khi bế quan, Vương Lâm phát hiện ra cấm chế có tác dụng định vị và phạm vi rất rộng. Khâu Tứ Bình dẫn Vương Lâm đến một hang động ẩn ở trong núi, kích hoạt pháp quyết để mở lối vào. Vương Lâm sử dụng các cấm chế để phá giải sóng gợn bao quanh thân núi, tạo lối vào hang động. Trong hang động, hai người khám phá 4 san thạch thất có cấm chế bảo vệ. Vương Lâm phá giải cấm chế của một thạch thất, phát hiện ra một truyền tống trận cổ. Tuy nhiên, việc kích hoạt trận pháp này đòi hỏi cực phẩm linh thạch, thứ rất là hiếm ở trong Tu Ma Hải. Khâu Tứ Bình giải thích về trận pháp này, Vương Lâm tỏ ra hứng thú thế nhưng cũng cảnh giác. Khi mà Vương Lâm phá cấm chế, một con thú khổng lồ xuất hiện và tấn công. Vương Lâm dùng cấm phiên để bắt con thú rồi tiếp tục phá giải cấm chế. Khâu Tứ Bình giúp bằng cách sử dụng các hòn đá đen để áp chế đầu thú, yêu cầu Vương Lâm nhanh chóng hoàn thành việc phá giải trong 10 giây. Vương Lâm và cấm phiên đối mặt với hàng ngàn cái cấm chế hình thành ở trên vách đá, không thể giải phóng chúng. Khi mà cấm chế rơi xuống, vách đá bỗng nhiên xuất hiện những đầu thú, nhưng mà bị ánh sáng từ 4 hòn đá trên vách ngăn cản. Trong lúc này, cấm phiên đã mở ra cấm chế phía thạch thất, thế nhưng lại bị hương khí mê loạn tâm thần ảnh hưởng. Vương Lâm nhanh chóng chiếm lấy một linh hồn nguyên anh, khiến động phủ sụp đổ và buộc Khâu Tứ Bình phải bỏ chạy. Hắn nuốt nguyên anh và cảm nhận sự mạnh mẽ của nó. Vương Lâm rời khỏi và đến một sa mạc hoang vu, nơi hắn lập tức tiến vào giữa lòng đất và tiến hành luyện thể. Thế nhưng khi hắn cố gắng kết anh, cực cảnh thần thức bất ngờ không tuân thủ và đột phá, làm nổ ra kim đan và gây nên sự hỗn loạn ở trong cơ thể của Vương Lâm. Vương Lâm nhận ra rằng cực cảnh thần thức chính là yếu tố ngăn chặn sự tiến triển của kết anh của mình. Sau khi đọc ghi chú ở trên một thẻ tre cổ xưa, hắn hiểu rằng cực cảnh có thể vượt qua bằng cách tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến cho cực cảnh tan biến, và để đạt được đột phá tu vi, hắn sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Vương Lâm đứng trước quyết định khó khăn, bỏ qua cực cảnh và hy sinh tu vi hiện tại, hoặc là tiếp tục bị cực cảnh ngăn cản. Cuối cùng, hắn quyết định phải giải quyết hoàn toàn cực cảnh. Vương Lâm đã thành công trong việc giải quyết cấm chế hoa sen trong cơ thể của mình, cho phép anh tiến hành các bước ở trong kế hoạch của mình. Anh tập trung linh lực vào việc tu luyện, đưa kim đan vào cơ thể để hồi phục lại tu vi của chính mình. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ, Vương Lâm quyết định tấn công trực tiếp vào cấm chế hoa sen. Dưới sự tấn công của anh, cấm chế hoa sen bắt đầu lỏng lẻo, và sau 3 ngày, anh đã tạo ra một loạt điểm ánh sáng nối liền với cơ thể của mình. Anh biến những điểm sáng này thành hình dạng của một bông hoa sen trắng và sau đó đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Mồ hôi ở trên trán anh tràn ra, thế nhưng anh vẫn mạnh mẽ đẩy đi những điểm sáng này. Cuối cùng, anh sử dụng một con tiểu thú để hấp thụ cấm chế hoa sen và thành công trong việc loại bỏ hoàn toàn cấm chế này. Cấm chế bao quanh ở trong ngoài động phủ, trong khoảng khắc tiểu thú bay qua, đều mở ra một đường, thậm chí là bùn đất dưới nền đất, dưới sự khống chế của Vương Lâm hiện ra một thông đạo. Con thú này đi qua không gặp trở ngại gì, sau khi lên tới mặt đất chợt lóe ra, vội vàng bay đi rất nhanh về nơi xa. Khóe miệng của Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh,
Tuy rằng hắn không biết lão già dùng đề thú làm vật cưỡi có mục đích gì, thế nhưng hắn nghĩ rằng lão chắc chắn cũng không có ý gì tốt cả. Hiện tại cấm chế hoa sen bị giải trừ và cấy lên thân tiểu thú, nếu đối phương tìm vậy thì đi tìm con tiểu thú này đi. Vương Lâm biết rằng một chút kỹ xảo này chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian dành cho mình thôi, thời gian lừa đối phương cũng không thể quá dài. Trong qua điều hiện tại Vương Lâm cần nhất chính là thời gian. Hắn thở sâu, thân thể xông về phía trước, cùng với lúc đó tay phải hắn khẽ vung lên, cấm phiên liền bị hắn thu lại, bay nhanh đi vội vàng rời khỏi động phủ này. Vương Lâm biết rõ ràng hiển nhiên mình không thể nào tiếp tục lưu lại tu ma hải này, nếu không tất nhiên sẽ không ngừng gặp phiền toái. Nếu như dựa theo kế hoạch trước đây hắn có thể đạt tới Nguyên Anh, như vậy trái lại hoành hành ở tu ma hải này sẽ không bị ngăn trở. Ngoài trừ một số lão quái hóa thần kỳ thì hắn cũng không e ngại bất cứ người nào. Chỉ có điều hiện tại việc đột phá tu vi để đạt tới Nguyên Anh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do đó kế hoạch của hắn sẽ có một số thay đổi. Sau khi Vương Lâm rời khỏi động phủ, tốc độ gia tăng tới cực hạn, cả người gần như hóa thành một tia sao băng bay nhanh sát mặt đất, phóng vọt về phía trước. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi tới động phủ của thượng cổ thủ sĩ nơi hắn đạt được Nguyên Anh kỳ. Sau khi quan sát ở bên ngoài một hồi, thần thức của Vương Lâm đảo qua xác định ở đây không có ai, lúc này mới vỗ vào túi trữ vật, độc kiếm màu đen lập tức bay ra. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm, phi kiếm này lập tức biến thành lốc xoáy đâm vào trong đá núi. Một thông đạo nhanh chóng bị phi kiếm đào ra, cuối cùng chờ sau khi phi kiếm đào thông, Vương Lâm quay đầu lại nhìn bốn phía, trong lòng thầm nhủ: Tu Ma Hải, tạm biệt. Bỗng nhiên hắn xoay người, khom người chui vào thông đạo. Ở trong này, hắn tìm đường thạch thất truyền thống trận, Vương Lâm vẫn chưa đi vào, mà xoay người lại vung tay phải lên, lập tức phía sau thông đạo sụp xuống, phong kín miệng thông đạo. Ngay sau đó, hai tay quán liên tục chuyển động, đánh ra mấy tầng cấm chế, hoàn toàn đóng lại cửa vào, lúc này mới xoay người đi vào thạch thất. Thạch thất này cũng sụp xuống chẳng qua trước khi Vương Lâm rời đi, từng lưu ý thạch thất này rất nhiều, âm thầm tung ra một tầng cấm chế để bảo hộ, cho nên tuy rằng nơi này sụp đổ thế nhưng lại không làm thiệt hại trận pháp. Sau khi hắn cẩn thận phủi sạch những hòn đá ở trong thạch thất, Vương Lâm đứng ở trên trận pháp, cúi đầu nghiên cứu một chút, cuối cùng lấy ra một hòn đá hình thoi sáng bóng lóe ra màu tím đen từ trong túi trữ vật. Thoạt nhìn hòn đá trong suốt sáng bóng, dường như ẩn chứa một số thứ như là mây khói trong đó, chậm rãi lơ lửng ở bên trong. Hòn đá này chính là cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm ở trong Thu Ma Hải, cũng chính là vật cung cấp linh lực cần thiết để mở ra truyền thống trận cổ. Do dự một hồi, ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, hắn không hề do dự nhanh chóng cắm linh thạch vào bên trong cái rãnh trận pháp. Tiếp theo đó, ánh mắt lập tức chớp động, nhìn chằm chằm vào trận pháp, chỉ thấy cực phẩm linh thạch trong rãnh bỗng nhiên phát sáng hào quang sáng chói, một số mây khói ở bên trong đó lập tức quay cuồng lên. Ngay sau đó, một sợi màu tím từ bên trong rãnh chậm rãi tràn ra bốn phía, lối đi từ bên trong trận pháp nhanh chóng chuyển động mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đều bị sợi dây đỏ máu tím bao phủ, dần dần thì từng trận tiếng động ầm vang chậm rãi truyền ra. Ngay sau đó, một luồng khe hở từ bên cạnh trận pháp nhanh chóng xuất hiện, chậm rãi tăng lên. Tiếp theo đó, càng nhiều khe hở từ bên trong trận pháp tăng lên, những khe hở này lần lượt thay đổi cùng một chỗ, bỗng nhiên chuyển động lớn, tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh. Khi mà đạt tới trình độ nhất định, Vương Lâm đứng ở bên trong vòng ánh sáng, thân thể quán lập tức mơ hồ, cuối cùng trong nháy mắt đó biến mất. Vậy là tập phim của chúng ta từ đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.